đây. Phố đi bộ Nguyễn Huệ đây. Rất đẹp nha con rồng. Rồi đây là cái ngân hàng SCB, cây cổ cho dân Sài Gòn đây. Hành kinh tế đi xuống cũng do cái ngân hàng đó. Rất là khủng khiếp nha. Thịnh vượng cũng do cái ngân hàng này mà nền kinh tế đi xuống do cái ngân hàng. Dân thành phố lao đao nha. Trước sầm uất nha. Đây, bên kia là cái sông Bạch Đằng, bến Nhà Rồng. Đây con rồng biểu tượng cho năm Giáp Thìn 2024 nha. Hy vọng kinh tế sẽ hồi phục lại trong năm này. Con rồng, con rồng, con rồng. Thank you.